Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 20.000 cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 6, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hội đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm cho trên 11.200 hội viên và con cựu chiến binh với số dư vốn vay hiện nay gần 326 tỷ đồng. Hội đã động viên hội viên phát huy thế mạnh của địa bàn trong phát triển kinh tế. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 280 cơ sở kinh doanh tổng hợp, góp phần ổn định việc làm cho người lao động. 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh đã vận động gia đình, người thân đi đầu trong việc hiến đất, hiến công, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa để xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã hiến được hơn 102.500 mét vuông đất, góp gần 20.000 ngày công và hơn 1,6 tỷ đồng đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với những thành công về kinh tế, hoạt động tình nghĩa uống nước nhớ nguồn cũng được hội quan tâm. Hội đã vận động xây mới 38 nhà, sửa chữa 68 nhà cho cựu chiến binh, tham gia tìm kiếm, xác định danh tính, trực tiếp quy tập hai cốt liệt sĩ, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, gia đình chính sách. Các cấp hội đã tư vấn trợ giúp pháp lý cho gần 860 hội viên cựu chiến binh về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được hơn 2.300 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 20.400 người. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật là các phong trào thi đua dân vận khéo, cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội triển khai có hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng lưu ý một số vấn đề đối với hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, các cấp hội trong toàn tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết và định hướng chung của Trung ương Hội Cựu chiến binh để cụ thể hóa thành các nội dung phong trào hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác hội và phong trào cựu chiến binh để nâng cao hiệu quả hoạt động hội, phối hợp với đoàn thanh niên để bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh bức trường với nội dung trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.